Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Lộc Suzuki. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft 1.14 nha các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thử xây một cái điện thoại nha. Nhưng mà chỉ để trang trí thôi. Tại vì mình chưa có đủ trình độ redstone ấy để giúp cho nó hoạt động được. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong để chuẩn bị vật liệu xây dựng luôn thôi. Vật liệu xây dựng của nó chủ yếu thì chúng ta cần những cái khối bê tông màu đen ấy. Ở đây mình còn một ít bê tông màu đen nè. Và mình sẽ cắt bớt những cái cục len mình lấy từ cái máy farm len của mình. Và một ít túi mực mình vừa farm nữa. Và mình sẽ mang ra một cái cục len màu trắng nha, để chúng ta có thể làm cái phần khung của cái điện thoại thôi. Và cái điện thoại này thì mình sẽ xây nó gần cái tên lửa này luôn. Tại vì nó gần cái hồ này. Sắp tới thì mình sẽ mở rộng cái khúc hồ đằng kia để trở thành một cái con sông nha. Và mình sẽ trang trí cũng như là xây một cái cầu bắc qua cái nhà thờ của mình thì hết sảy luôn. Vứt cái trứng ra. Vứt cái trứng ra. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu xây luôn nha. Mình sẽ xây nó theo chiều ngang như vậy. Đầu tiên thì mình sẽ đặt cái phần ở phía dưới trước. Mình sẽ xây cho nó cách mặt nước ra nha. Tại vì một xíu mình còn ốp phần sàn ở phía dưới nữa. Giờ mình sẽ đặt là 2 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 ô. Mình sẽ đặt ngang là 9 ô nha. Sau đó thì mình sẽ đi lên và làm tiếp phần phía trên là 11 ô nữa. Là chúng ta đã được phần ở phía dưới của cái điện thoại rồi. Và phía trên này thì mình sẽ canh ô trứng sữa là ngay đây. Để mình gắn vào cái cục len đó. Để làm giống như cái phím home của cái điện thoại vậy đó. Rồi kế tiếp thì mình sẽ ốp lên thêm một ô nữa. Và từ đây thì mình sẽ bắt đầu làm cái phần khung của cái điện thoại nha. Mình sẽ đi lên khoảng 13 block nha các bạn. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 ô. Sau đó mình sẽ cắt ra thêm một ô và sau đó nối ngang. Như vậy thì chúng ta đã xong cái phần khung của cái điện thoại rồi. Giờ thì mình sẽ nhảy qua bên đây nè và nối lên trên thôi để chúng ta xong phần khung nha. Và mình sẽ lấy thêm một ít cái đèn redstone nữa để mình làm cái phần giống như là cái lo của cái điện thoại vậy đó. Rồi giờ mình sẽ kéo ngang đây luôn. Ta-da, giờ mình sẽ đi xuống dưới coi. Đó, vậy là chúng ta đã được cái phần màn hình rồi. Đây kiểu như cái điện thoại cảm ứng vậy đó. Giờ mình sẽ vào trong nha. Để lấy cái đèn redstone mới được. Giờ mình sẽ mặc cánh vào và bay đi thôi. Đó, ui da. Bay không nổi. Rồi, bay về nhà. Đó, mình sẽ lấy khoảng 3 cái đèn redstone nha. Để làm cái phần lo. Và ngoài ra thì mình sẽ chế tạo thêm một ít cái len nữa. Để chúng ta có thể trang trí cái điện thoại luôn. Đèn redstone đâu ta? Đây mình có khá là nhiều nè, lấy 3 cái thôi. Và bây giờ sẵn tiện đây chắc lấy len để trang trí luôn. Mình sẽ cần một ít cái len trắng này, len đen cũng cần một ít, len màu xanh lá cây á. Xanh lá cây này chắc cũng cần nè. Và xanh lá mạ thì mình không còn, chắc mình phải chế tạo thêm á. Để coi mình còn bột nhuộm màu xanh lá mạ không. Đây mình có bột nhuộm xanh lá mạ nè. Mình sẽ đổi ra một ít cái cục len màu xanh lá mạ luôn. Mình sẽ đổi khoảng 10 cục đi. Đó, 10 cục len màu xanh lá mạ nha. Kế tiếp thì mình sẽ cần một ít cái gốm xanh trắng. Ồ, gốm xanh trắng hình như mình cũng hết rồi. Đây 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 còn nè. Rồi, và kệ sách nữa. Mình cần kệ sách nữa để mình trang trí cái phần màn hình á. Một kệ thôi. Và một cái khối kính. Ở đây còn khối kính không? Đây có khối kính luôn. Đó, vậy là chúng ta đã được kha khá rồi. Giờ mình sẽ lấy thêm len vàng nè. Len đỏ. Len đỏ cần phải chế tạo thêm rồi. Mình sẽ làm thêm một ít cái len đỏ coi. Như đây. Đó, và bây giờ mình sẽ ra ngoài và bắt đầu trang trí luôn. À, mà thiếu một cái rất là quan trọng nữa. Đó chính là len màu xám. Tại vì phần màn hình á, mình muốn sử dụng len màu xám ấy các bạn. Đây, mình sẽ đổi ra len màu xám nè. Mình được mới có 9 cái khối len màu xám thôi. Đây thì hết cái bột nhuộm xám rồi. Vậy là mình sẽ kết hợp hai cái này lại để chúng ta có được cái bột nhuộm màu xám nha. Đây, bột nhuộm màu xám. À đúng rồi, một bột nhuộm màu xám. Và đổi ra len như thế này. Đó, được 50 mấy khối rồi. Giờ thì đi ra ngoài và bắt đầu trang trí cái điện thoại của chúng ta thôi. Mình sẽ bay lên trên trước để gắn cái phần lo nha các bạn. Đây mình sẽ bay lên một vòng nữa như thế này. Rồi gắn, gắn đáp lên, gắn đáp lên. Ồ, lên không? Ồ, yeah, lên rồi. Giờ thì mình sẽ đặt ngay đây là phần lo luôn nè. Canh ô chính giữa cái đã, ngay đây đúng không? Mình sẽ đặt 3 cái đèn redstone đây, đây và ốp tiếp một hàng bê tông đen thôi. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần khung
Ta da. Rồi giờ mình sẽ đi xuống dưới để gắn cái phần trang trí màn hình thôi. Màn hình thì mình sẽ trang trí bằng những cái icon của những cái ứng dụng hoặc là những cái trò chơi ấy các bạn. Đây mình sẽ đập cái này ra để làm cái cầu thang bằng cái khối bê tông luôn. Mình sẽ ốp ở cái màu xám này thì nó lại tối quá. Chắc cũng được, chắc cũng được. Mình định làm cái màu xám nhạt kìa. Màu xám nhạt thì làm cái khung nó sẽ đẹp hơn á. Đây mình sẽ làm một cái ứng dụng đầu tiên đi. Cũng là cái game mà mình đang chơi luôn, là game Minecraft ấy các bạn. Game Minecraft thì chúng ta cần đất hả? Để mình lấy một ít cái khối đất cái đã. Mình chỉ cần đất thường thôi, không cần đất có cỏ đâu. Mình sẽ đạp cái này ra để lấy những cục đất thường nha. Tại vì nếu dùng xẻng thì nó sẽ rơi ra cái cục đất có cỏ luôn. Mình thì không cần đất có cỏ ngay thời điểm này. Được 5 cục rồi. 6 cục, mình cần khoảng 6 cục á. Rồi sau đó mình sẽ trèo lên trên lại nè, gắn 6 cục đất xuống. Mình sẽ một xíu mình chắc mình phải lấy cái dàn giáo á để mình trèo lên trèo xuống cho nó dễ, và gắn cái cục len màu xanh lá mạ này vào. Nó nhìn khá là giống cái icon của Minecraft luôn, tại vì mình chỉ có 9 cái khối để làm một cái icon thôi ấy. Thành ra mình làm nó hơi bé. Rồi, qua đây thì mình sẽ làm cái tiếp theo. Cái tiếp theo là cái gì ta? Để mình coi nào. Một cái cái trình duyệt, đây là một cái trình duyệt nha. Mình để coi mình nhớ không lầm thì mình có cần màu vàng ở phía dưới như thế này. Tiếp theo là màu xanh lá mạ và màu ở chính giữa hình như là màu xanh xanh nước biển thì phải. Để mình vào trong á, mình lấy màu cái len màu xanh nước biển nhạt cái đã các bạn. Đó là cái trình duyệt Chrome ấy các bạn ơi. Trình duyệt mà rất là nổi tiếng luôn và rất là nhiều người dùng luôn ấy. Vậy là chúng ta đã được hai cái icon rồi. Vậy xanh lá mạ đâu? Ủa xanh nước biển nhạt chứ. Đây có một cái bột nhuộm nè. Đây mình sẽ đổi ra luôn. Đó được rồi. Và để coi nào, mình còn thiếu gì không ta? Đúng rồi, thiếu cái dàn giáo. Xém nữa là quên cái dàn giáo rồi đó. Rồi giờ mình sẽ ra ngoài lại nha. Bay ra một cái pháo hoa mình là cái pháo hoa thời gian bay một thôi, thành ra nó không có đủ lực mạnh phóng một cái mà bay tới luôn ấy, nhiều khi phải phóng hai ba cái mới bay tới. Rồi nhảy qua đây một cái nè, ốp bằng những cái khói len và gắn cái cục len xanh nhạt vào và len màu đỏ. Ta da. Được hai cái icon rồi đó. Kế tiếp thì mình sẽ bắt đầu chuyển qua những cái trang mạng xã hội nha. Và trang mạng xã hội rất là phổ biến trong thời điểm hiện tại đó chính là YouTube ấy các bạn. Đây mình sẽ... chắc mình dùng len không ta? À không, cái YouTube này chắc mình sẽ dùng khối bê tông đi. Tại vì cái mình có xây cái logo YouTube rồi và mình cũng sử dụng cái khối bê tông ấy. Coi, đó, mình sử dụng cái khối bê tông nhìn nó rất là giống luôn. Ra cái icon thì mình cũng muốn sử dụng cái khối bê tông luôn ấy. Đây, cái này cứ ống sành. Đây bê tông đỏ nè. Đó. Rồi giờ thì đi ra ngoài thôi. Nhưng mà hiện tại trời rằng tối mất tiêu rồi. Chắc bây giờ mình sẽ ngủ một cái đã. Và mình chưa kịp ngủ thì hai dân làng đã ngủ rồi nè. Tối như nào thì mình cũng ngủ giữa hai dân làng này, thành ra không có sợ gì hết á. Ngủ một cái nè. Mình chưa ngủ được à. Vậy là mình ngủ trễ hơn mấy anh dân làng này một xíu. Anh này lắc. Rồi ngủ thôi. Đó, ngủ quên cắt mấy cái cây đinh ba nữa, cầm đinh ba nhìn hơi ghê một xíu. Rồi đó, mấy anh cũng thức rồi nè. Mình ngủ trễ hơn mấy ảnh nhưng mà mình lại người thức sớm hơn mấy ảnh luôn. Rồi giờ để coi mình còn thiếu cái gì không ta, để mình nhớ coi. Mình còn một cái nữa, mình sẽ lấy những cái khối bê tông màu xanh nước biển nè. Đó, vậy là được thêm chúng ta đã làm được thêm được một cái icon nữa rồi. Giờ thì mình sẽ bay ra ngoài lại. Đó, đáp lên một cái. Giờ mình sẽ gắn cái gắn cái khối bê tông màu đỏ trước nha. 1, 2, 3. Đây. Và mình sẽ sử dụng cái khối len màu trắng ở chính giữa, giống như là cái logo của YouTube đằng kia. Mình có 3 ô thôi. Thành ra làm dấu chấm để tượng trưng thôi nha các bạn. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ làm một cái mạng xã hội khác mà mình nghĩ là cũng khá người dùng á. Đó chính là trang mạng Instagram ấy. Đây, mình sẽ gắn vào đây là một cái khối thủy tinh. Và trên đây là một cái kệ sách nè. Kệ sách vào đây. Đó, và chúng ta cần cái vậy là mình còn thiếu một cái khối nữa, đó chính là khối màu nâu ấy. Tại vì mình thấy cái icon nó có màu nâu kế cái kệ sách. Mình coi cái bộ này có cái gấm sành màu nâu luôn nè. Bay ra ngoài và gắn vào thôi. Đó, vậy là chúng ta đã thêm được một cái icon nữa rồi. Và hai cái icon trên cùng thì chắc mình sẽ gắn vào cái gì cho thích hợp ta. Nhưng mà mình đã xong cái icon Instagram rồi kìa. Yeah. Rồi ốp lại bằng những cái khối len màu xám nha.
Cái tiếp theo thì chắc sẽ là trình duyệt là mở video đi. Đó, cái giống như là cái máy cắt phim vậy đó. Mình sẽ gắn ở phía dưới là những cái khối bê tông màu đen. À không, len đen đi. Đó, mình dùng len đen cũng được. Len đen nè, len đen tới đây và bê tông xanh nước biển ngay tại vị trí này. Ở đây và một cái cục len màu trắng ở đây. Nó, vậy là xong rồi. Rồi giờ mình sẽ ốp lại bằng những cái khối len màu xám nha. Nhưng mà giờ mình hết mất tiêu rồi. Chắc bây giờ mình phải chế tạo thêm á, để mình đi xuống dưới mình chế tạo thêm cái đã. Mình đã chế tạo thêm được một ít cái khối bê tông màu đen rồi. Bây giờ mình sẽ hoàn thiện nốt cái phần mặt ở phía sau của chiếc điện thoại này nha. Và mình sẽ làm một cái mặt của con Creeper để trang trí cái phần phía sau luôn, để nhìn cho nó đỡ đơn giản hơn nha các bạn. Mặt Creeper thì mình sẽ làm cái khoảng khoảng giữa cái điện thoại này nè. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng những cái khối gốm xanh, màu xanh lá mạ ốp phần mắt trước. Và cái phần ốp lưng ở phía sau thì mình sẽ cách cái viền ở bên ngoài là một ô nhá. Và sau đó bắt đầu từ ô thứ hai luôn. Từ ô thứ hai thì mình sẽ đặt một cái ngay tại vị trí này nè. Con mắt nó chắc hai ô thôi, để cho nó nhỏ nhỏ, còn có không gian để làm cái phần miệng nữa. Ở đây, ui ha, may mà mình có sử dụng dàn giáo á, nếu không thôi là phải bay lên lại rồi. Rồi mình đã lên trên rồi, kế tiếp thì mình sẽ làm tiếp phần mắt thứ hai. Và tiếp theo là cái miệng thôi. Miệng thì sẽ nó hơi cong xuống một xíu ấy, thành ra mình phải đặt hai ô ra như vậy và đi xuống dưới này. Ổn chưa ta? Mình định làm phần miệng nó như vậy đó các bạn. Nhưng mà bây giờ mình cần phải kéo ngang ra cái đã. Đặt vô đây, ở đây, ở đây và ngay vị trí này. Nó, vậy là chúng ta đã xong cái mặt của con Ripper rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu up nốt cái phần up lưng ở phía sau nha. Mình sẽ ốp ngang cái phím home á, nói ra bên ngoài, cách cái này là một ô, đi lên một cái, đi lên ngay đây, và cái này thì nó sẽ đi lên ngay tại vị trí này, đó, và sau đó kéo dài sát cái vòng viền của điện thoại là ok rồi. Hẹn gặp lại các bạn khi mình ốp xong cái phần mặt phía sau của chiếc điện thoại này nha. Mình đã ốp xong mặt lưng của cái điện thoại này rồi. Bây giờ mình sẽ ra mặt trước và gắn vào đây làm một cái đèn đá phát sáng thay vào vị trí của cục len hồi nãy nhá. Và mình sẽ gắn thêm một cái cửa sạc lại như thế này. Đó, vậy là chúng ta đã xong cái điện thoại của mình rồi. Giờ nhìn từ xa thì nó cũng khá ổn, có ánh sáng ở phía dưới và ở phía trên thì có cái đèn, nhưng mà mình chưa có kịp đặt mấy cái cần gạt ấy. Nếu được thì mình sẽ đặt những cái cần gạt ở phía sau để kích hoạt cho cái đèn nó phát sáng lên nha. Và những cái icon của nó thì mình thấy cũng khá là hài lòng rồi. Và nếu các bạn có những icon nào thú vị hơn á, thì đừng quên comment ở phía dưới nha, để mình tìm cách để mình gắn vào cái điện thoại này nhìn cho nó ok nhất. Còn bây giờ chắc mình sẽ đi vào trong để làm công việc tiếp theo nha. Hiện tại thì cái chỗ của mình á, nó cũng khá là rộng rồi. Và mình muốn có được một cái nhìn tổng quát của khu vực này luôn. Thành ra mình sẽ làm một cái bản đồ nha. Và cái bản đồ lần này thì mình sẽ đặt trên một bức tường và mình sẽ kết nối lại nhiều cái bản đồ với nhau ấy, để tạo thành một cái map tổng thể giống như là cái bản đồ khu vực vậy đó. Rồi, giờ thì đầu tiên thì chúng ta cần phải có một ít giấy nè, để coi coi còn giấy không. Hình như mình hết mía thì phải. À không, không hết mía được, tại vì mình có cái máy pha mía khổng lồ ở đây mà. Mình sẽ lấy một ít mía ở đây thì chúng ta có thể chế tạo được những cái tấm bản đồ nha. Rồi làm những cái bản đồ nữa. Đây, vào trong chế tạo luôn. Bàn chế tạo đâu ta? Hình như trong khu vực này mình không có đặt bàn chế tạo. Nhà mà... À không, có, hình như có. Ô, mình cũng dở ra luôn rồi. Nhà hiện đại tới mức mà không có cái bàn chế tạo luôn. Thiệt tình á. Đây, 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 chế tạo nè. Cho vào đây chế tạo. Bản đồ như cần lá bàn thì phải, nếu mình nhớ không lầm là bản đồ cần lá bàn nữa. Để mình coi coi có sắt đây, có sắt nè. Để mình làm thử một cái lá bàn. Đây, bản đồ nè. Đó, mình sẽ làm một cái bản đồ ngay trường ngủ một cái sáng sớm, làm bản đồ nó mới đẹp được. Rồi, ngủ một giấc nè. Sau đó mình sẽ bật bản đồ lên nha. Để coi nào, đứng ngay giữa luôn. Búp. Wow. Khu vực mình nè. Nè 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 nè, nhà mình, đây là nhà mình. Đó, đây là cái hồ rùa. Ô, cái cây dừa mình nhìn trên không thích nhờ. Cây dừa của mình trên không nè. Còn cái này cái gì màu xanh đây? À, cái khinh khí cầu nè các bạn. Wow, khinh khí cầu luôn. Và đây là cái nhà bán kem nè, có được ba cây kem có màu luôn.
Cái này là Pham Xương Rồng, nhà thợ rèn, con gà, con thiên nga, cái này là đền rồng. Còn bên đây là cái gì đây? Nhà cây, đúng rồi, cái nhà cây nè. Và nhỏ nhỏ này là cái nhà của mấy bé sói. Ở đây là cái khu vực làng của mình, nó cũng khá là rộng á. Rồi ở phía dưới này coi, ở phía dưới này là cái thùng tính nè. Cái thùng tính này nhìn trên không nhìn mắc cười quá. Còn cái nhà kho, ở nhà nấu đồ của mình thì nó hình vuông. Và cái hình ngang nhỏ nhỏ này nè là cái logo YouTube của mình nè, nhà cỡ đầu của mình. Wow, và hồ bơi và nhà hiện đại. Ở đây nhìn thấy hết trơn luôn. Nhưng mà mình muốn thấy hết tất cả các thứ mình đã xây ấy, thành ra bây giờ mình phải làm thêm bản đồ nữa. Mình sẽ chế tạo thêm một ít tấm giấy nè. Đó, grab thêm một cái la bàn đặt ở chính giữa và chế tạo bản đồ trống. Giờ mình sẽ làm thêm một cái bản đồ nữa nha. Ăn vô một cái nào. Và sẽ lấy thêm cái pháo hoa nữa để chúng ta còn bay nữa. Đây, lấy cái này đi cho nó ít. Đó, rồi chúng ta sẽ bay. Chúng ta bay đến khi nào mà cuối cái bản đồ hiện tại á, rồi mình sẽ bắt đầu bật một thêm một cái bản đồ mới nha. Đây, mình sẽ đi thẳng về phía trước một xíu là tới rồi. Mình sẽ làm một cái bản đồ ở mức vừa thôi, chỉ mức vừa thôi ấy, không quá bự đâu các bạn ơi. Tới chưa? Đó, vừa độn đúng không? Giờ mình sẽ sử dụng cái bản đồ thứ hai nha. Búp. Đó, nó sẽ kết nối với cái bản đồ hồi nãy mình mới làm á. Như vậy thì chúng ta sẽ làm được một bức tường với một cái bản đồ khổng lồ luôn. Rồi, để cho mở full cái bản đồ cái đã. Sắp tới mình sẽ cố gắng xây dựng thêm để cho khu vực này có thêm nhiều thứ nữa nha. Rồi, giờ thì đi quay về nhà để... đúng rồi, mình sẽ làm bắt đầu từ cái bản đồ chính giữa ấy. Thành ra phải về nhà thì mới làm tiếp được. Mình sẽ đi về hướng ngược lại coi. Giờ thì mình sẽ bay đến cái... ngay cái chỗ pha mía của mình ấy, để mình làm thêm một cái bản đồ trống nữa cái đã. Giờ mình sẽ gắn vào coi nó ăn khớp với nhau không nha. Ăn khớp thì mới đúng. Mình cần hai cái khung vật phẩm. Đây, giờ khung vật phẩm này qua vị trí này. Khung vật phẩm gắn vào, sau đó gắn bản đồ, gắn cái bản đồ. Đó, các bạn thấy hay chưa? Đó, hai cái bản đồ nó đã kết nối lại với nhau rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy thêm một cái bản đồ này đặt lại. Đó, mình sẽ lấy thêm cái bản đồ này và làm thêm một cái bản đồ mới nữa để chúng ta có thể gắn thêm nhá. Mình sẽ đi sát lại cái máy farm của mình nè. Tới chưa? Một xíu nữa. Rồi, ngay vị trí này nè. Bật bản đồ lên. Đó. Rồi mình sẽ đi một xíu để cho nó mở full luôn nhá, chứ để nó mờ mờ nhìn hơi khó chịu. Đó, full rồi. Vậy là còn rất là nhiều khu vực trống luôn. Không, khu vực mà mình chưa xây chứ cái khu này nó không có trống đâu các bạn. Rừng, nguyên cái rừng gỗ sồi sẫm mà. Sao mà trống được, mình phải dọn ra thì mới có không gian để xây. Và mình phát hiện là ở đó có một cái hồ bự cực kỳ. Wow, mình phải tìm cách để xây dựng bên đó mới được. Tại vì mình thích xây gần gần cái hồ lắm. Đó, giống như bên kia vậy đó, xây gần hồ thích cực. Rồi, giờ mình sẽ gắn thử vào nha. Cuốn sách lấy ra đi, để mình test thử coi nó có chính xác không. Lấy ra hết. Mình sẽ một xíu nữa mình sẽ xây cái chỗ để đặt bản đồ này sau. Còn tạm thời thì mình sẽ gắn thử lên đây nhá. Nhìn một cái bản đồ ngang coi. Bản đồ nè. Và bản đồ nè. Ui, ngược. Ngược mất tiêu à, gì mới đúng nè. Gắn vô. Wow. Vậy là hổm rài mình mới phát hiện là mình mới xây theo chiều ngang thôi. Mình mới xây theo chiều ngang rồi các bạn. Vậy là sắp tới mình cần phải tập trung xây về hai hướng nào ta? À, hai hướng bên đây nè. À không, hai hướng này chứ. Hướng này là hướng gì đây? Để mình coi cái hướng này là hướng bắc. Mình phải tập trung xây dựng về hướng bắc cũng như là hướng nam thì cái bản đồ này nhìn nó mới cân bằng được, chứ hiện tại thì nó hơi bẹp. Tại vì mình xây chiều ngang không à. Wow, vậy là mình có hướng để xây dựng trong thời gian sắp tới rồi. Bây giờ mình sẽ làm thêm hai cái nữa hả ta? Chắc mình sẽ làm thêm khoảng hai cái nữa đi các bạn, để mình làm thành một cái bản đồ bự bự luôn nhá. Đây, làm được hai cái bản đồ trống nè. Hai cái thì mình sẽ hướng bắc, hướng nam. Có nên làm thêm đỡ làm mình làm full luôn đi, làm một cái bản đồ 3x3 nhìn cho nó xịn. Nhưng mà mình cần thêm sắt rồi, để mình lấy một ít sắt cái đã. Đây, mình sẽ đổi sắt ra. Đó, làm thêm bốn la bàn và bản đồ trống. Bây giờ cái việc mở rộng một cái bản đồ đó, đối với mình rất là đơn giản, tại vì khi đã có pháo hoa và cánh thì bay nó rất là dễ luôn. Đây, lấy cái bản đồ chính giữa ra thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi về hướng này là hướng nam đúng không?
Đúng luôn, giờ mình sẽ đi về hướng Nam để cho cái bản đồ này nó tới cái giới hạn của nó nha. Rồi, bay đi một cái. Ui, lố 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 mất tiêu rồi. Phải đi lùi lại một xíu, tại vì nếu mình đi lố quá thì nó sẽ mở bản đồ không có hợp các bạn ơi. Đây, đó vừa đụng nè, bật lên một cái, rồi kiểm tra liền bản đồ 35. Nó, hả? Nó thấy không, nó chưa ấy nè, nó chưa giống. Này hai cái nó giống hệt nhau nè. Mình phải lại đây để làm lại rồi. Vậy là mình fail hết một cái bản đồ á. Coi làm lại 36 nè. Vậy mới đúng nè. Đó, cái này mới đúng nè. Rồi, và bên đây thì mình mới mới thấy được cái sân banh của mình. Đó, qua bên đây chúng ta đã thấy được cái sân banh rồi. Giờ mình sẽ đi qua hướng bên kia để chúng ta mở ra gần cái ngôi làng á. Chắc qua bên kia là mình thấy được ngôi làng á các bạn. Ui, mình cần bay. Bay lên một cái. Để coi coi, chúng ta đi ngang con gà là vừa đó. Đáp xuống đây nè. Rồi, chuẩn bị mở bản đồ mới nha. Đó. Và đây còn thấy được cái tên lửa, thấy được chỗ cắm trại và cái chỗ bắn cung của mình nữa chứ. Thích nha. Rồi, mở ra. Ten ten. Coi coi có đúng không cái đã. Ồ, hình như là đúng rồi đó. Hình như là đúng rồi. Giờ mình sẽ đi cho nó mở full ra luôn nha. Sau đó thì mình sẽ đi về hướng hướng bên trái một xíu để cho nó mở tiếp cái bản đồ ở góc trái của bản đồ bự nha. Rồi giờ đi về hướng bên trái nè. Nó cứ thế mà mở rộng bản đồ ra thôi. Và sau khi mình đã được cái bản đồ tiếp theo này, chắc mình sẽ quay về để đặt nó vào và canh để làm tiếp. Nếu không thôi mở rộng nhiều quá thì nó sẽ có xảy ra sai sót như hồi nãy của mình vậy đó. Vậy thì tiếc lắm, mất hết một cái la bàn với ít tấm giấy liền. Giờ mình đang hơi ít khoáng sản thành ra hơi tiếc ấy các bạn. Đó, à bên đây chúng ta còn thấy được cái Enderman đó nè. được á. Rồi, làm cái bản đồ tiếp theo nè. Rồi, để coi coi có đúng không. Đúng luôn. Ô cái lỗ gì đó. Ủa mình đây có một cái lỗ gì nè, đen thui luôn. À không 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 không. Cái con Enderman, đúng rồi. Enderman nhìn trên bản đồ nhìn nó đen thui à, mình cứ tưởng cái lỗ hay cái hang gì bự dữ. Rồi 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 rồi, giờ bay về để gắn bản đồ vào thôi. Để không thôi là một hồi là nó sai bét á. Rồi giờ về gắn vào nào. Và cần phải chế tạo thêm khung vật phẩm để treo bản đồ lên á. Để mình lấy một ít cái da thuộc cái đã. Da thuộc nè. Rồi, làm thêm một ít cái khung vật phẩm coi. Đây, được thêm một khung nữa. Ơ, một khung à, một khung hơi ít. Que đâu ta? Đây, que nè. Làm thêm một ít khung. Đó, phải nhiều khung như vậy chứ. Rồi sau đó gỡ hết mấy cái này xuống. Rồi, gỡ hết ra. Kiếm bức tường nào rộng rộng ta. À, có rồi, trong nhà mình. Đây, trong nhà mình. Ở trong đó được không? Ở trong đây cũng, à không, trong đó nhỏ quá. Trong đây đi cho nó rộng. Mình sẽ lên bức tường này thì không đủ. Bức tường này thì có hai ô. Đây đây đây, bức tường này nè, có khung vật phẩm sẵn luôn. Gỡ mấy bức tranh ra đi. Đó, mình chỉ treo tạm ở đây thôi, rồi một xíu mình hoàn thiện á, rồi mình sẽ treo một nơi khác nhá, không phải treo ở nơi này đâu. Đặt vô như thế này. Đó, cái bản đồ chính giữa của mình đâu ta? Không, cái này không phải chính giữa. Cái này cũng không phải. Cái này cũng không. Cái này cũng không phải luôn. Đây đây, hình như cái này chính giữa nè. Treo vào. Đó, được cái chính giữa rồi. Bây giờ mình sẽ đặt cái này là ở đâu ta? Cái này là ở phía trên góc rồi, cái này đặt ở đây nè. Đó, cái tiếp theo. Cái tiếp theo là cái này là nằm ở phía trên. Như thế này. Đấy, nó kết nối lại rồi kìa. Cái này là nằm ở phía góc góc trên này. Đó, cái này thì là góc bên trái. Đúng không? Ô không không không, bị lệch. Nằm ở đây nè. Nó vậy mới đúng thì phải. Còn cái này thì nó sẽ nằm ở à không, cái này nó bị trùng rồi. Còn cái này thì sao? Cái này nằm ở góc ở trên như vậy. Nó không 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 không, có gì đó sai sai rồi. Hình như có gì đó sai sai thì phải. Ủa cái này hình như nằm ở dưới đúng không ta?
À gì mới đúng, gì mới đúng. Đó, vậy là chúng ta còn ba cái bản đồ nữa thôi là lắp đầy được cái chỗ này rồi. Ngủ 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 một cái. Giờ mình sẽ ngủ một cái nha, rồi chúng ta sẽ đi làm tiếp ba cái bản đồ còn lại để làm được một cái bản đồ khổng lồ luôn, nhìn thấy toàn bộ cái khu vực mà mình đang sống. Vậy nhưng mà mình lỡ làm hư một cái rồi, để về cái chỗ cái bàn làm bản đồ coi, coi nó có sửa lại được không. Hy vọng á là nó có thể sửa lại được để mình đỡ phải tốn thêm ít sắt với redstone để làm la bàn ấy. Nhét vào đây coi. Ủa không, ủa cái bàn làm bản đồ mình đâu ta? Ô như lạc rồi, thôi kệ, làm cái bản đồ mới cũng được, cái này thì vứt đi, nó làm xe bét. Thiệt tình, đây cho vào đây. Rồi chúng ta sẽ mở tiếp ba hướng còn lại nha. Nhưng mà chúng ta phải có một cái bản đồ, ít nhất là một cái bản đồ để làm gốc, là cái bản đồ gần cái vị trí đó nhất ấy. Để mình coi coi mình sẽ chọn cái nào để có thể mở được ba cái này. À mình chỉ cần lấy một cái này thôi. Một cái này thì chúng ta có thể mở ra. Chưa chưa chưa, giờ mình sẽ đi đi về là cái này là hướng ở đây là hướng gì ta? Mình phải đi về hướng. Mình phải đi về hướng hướng Tây. Cái này mình cần phải đi về hướng Tây nè. Để coi coi. Cái này hướng Đông, cái này hướng Tây. Ok, giờ mình sẽ đi về hướng bên đây trước nha. Rồi, sử dụng cánh bay lên nào. Ủa cái đây 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 đây, pháo hoa đây. Không có pháo hoa là hơi khó bay á. Ui. No. Mình lỡ bấm nhầm rồi. Thiệt cái tình á. Bay mà bấm nhầm cái bản đồ làm lấy thêm cái nữa rồi. Hậu đậu quá. Núp hậu đậu ghê luôn. Rồi 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 rồi, làm lại làm lại. Lần này thì cầm tay không đi cho chắc. Rồi tay không nè. Bay lên một cái. Giờ mình sẽ đi sát góc bên đây nha. Rồi ui, tới đây được rồi, tới đây được rồi. Đó. Tới đây thì mình sẽ bật một cái lên. Ta da. Hả? Ủa có bị trùng không ta? Ồ hình như là không bị trùng, hình như là không bị trùng thì phải. Hy vọng là vậy, hy vọng là vậy. Rồi giờ mình sẽ về để gắn vô thử coi. Nói chung là mấy cái hồi nãy mình quên làm theo thứ tự ấy, làm xen kẽ vậy nó hơi khó. Thiệt tình luôn á. Rồi, rồi gắn lại nè. Gắn cái này vào. Ồ đúng luôn, đúng luôn. Vậy mà cũng đúng nữa. Hên thiệt, hên thiệt. Rồi giờ mình sẽ làm thêm hai cái nữa. Hai cái này thì mình sẽ lấy cái trên đi cho nó dễ. Mình sẽ đi dài về hướng hướng này là hướng gì đây? Đi dài về hướng Nam các bạn. Đây, giờ mình sẽ đi thẳng về hướng bên đây để mở tiếp hai cái bản đồ còn lại thôi. Đúng không nhờ? Chưa chưa chưa. Để mình định hình lại cái đã. À đúng luôn, đúng rồi, đúng đúng rồi, đúng rồi. Giờ mình sẽ lại đây một xíu nè. Rồi chúng ta sẽ mở cái bản đồ đầu tiên ra. Đây, mở ra một cái, coi nó có kết nối lại không nhá. Giờ qua đây coi. Ủa sao cái này nó bị trùng rồi? Ủa nó bị trùng rồi nè. Đây là lần đầu mình làm mấy cái bản đồ bự bự vậy á, thành ra nó hơi nhiều sai sót. Các bạn thông cảm giúp mình nha. Rồi, mình lấy thức ăn cái đã. Bấm vô một cái nè, bấm một cái nè. Đó, nó sẽ đưa thức ăn ra, mình chỉ cần lấy thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải bỏ thức ăn vô sẵn nha. Rồi, nhét vô đây thử nào. Cái này hồi nãy mình đặt sai vị trí. Hèn gì mình thấy nó cứ sai sai thế nào ấy. Cái này hồi nãy mình đặt đặt ở trên vậy nè các bạn. Hèn gì thấy nó sai sai là phải. Rồi, bây giờ mình sẽ đi về hướng bên đây là hướng gì ta? Đi về hướng Bắc à? Mình cần phải đi về hướng Bắc một xíu. Rồi, mình đã có được cái bản đồ tiếp theo rồi. Bây giờ mình chỉ còn một cái bản đồ nữa thôi. Chúng ta đã hoàn thành được cái bản đồ khổng lồ trong ngày hôm nay rồi đó. Công đoạn còn lại là xây khu vực để đặt cái bản đồ thôi. Giờ thì gắn cái bản đồ thứ, cái này là thứ 8 vào nè. Một cái ở phía trên như vậy. Ta-da! Giờ chỉ còn một góc nữa thôi. Và cái góc này hình như mình chưa có xây gì luôn á. Để mình chế tạo thêm một cái la bàn nữa để chúng ta làm thêm một cái bản đồ nha, tại vì hồi nãy giờ mình làm sai hơi nhiều. Mình đã xong cái bản đồ cuối cùng rồi, bây giờ mình sẽ treo tất cả các bản đồ này lên để chúng ta nhìn được một cách tổng thể của khu vực mình đang sống nha. Chỉ một góc thôi nhưng mà mình thấy cũng khá là ok rồi. Gắn cái này vào. Wow, mình thấy được kha khá điều rồi. Ở đây là ngôi làng của mình nè.
Ở đây là cái nhà thờ và có cái bàn enchant của mình. Bàn enchant mình nhìn cũng khá là dễ thương nè. Đó. Và bên đây là khu vực một cái gì màu tím tím ta. À, cái vòng đu quay mình xây nè. Và cái này là cái chỗ farm lông cừu. Cái này là chỗ chăn ngựa, khu vực nông trại, khu vực máy bay. Máy bay ở trên nóc của cái chỗ bán kem luôn nè. Wow, và hai cái cái thuyền của mình nữa chứ. Cái thuyền này hồi nãy mình mở góc bên kia mới thấy á, ngôi làng nấm chưa hoàn thiện, còn Enderman. Đó, và ở phía dưới này thì mình phát hiện được một cái gì nè, cái hang cái gì á bự cực luôn. Hồi nãy mình chỉ bay tới khúc này thôi là mình đã mở được cái bản đồ đó rồi. Như vậy trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì mình đã xây được tất cả những gì nằm trên cái bản đồ này và mình sẽ cố gắng lấp đầy nó thêm trong thời gian sắp tới nha. Và ngoài ra nếu các bạn muốn mình xây dựng gì thêm á thì đừng quên comment ý tưởng của các bạn ở phía dưới để mình có thể xây dựng nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.